Vâng, xin chào mừng các bạn đã có nhà quán blog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành cho biết thời gian click vào xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ các bạn hôm nay là thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 2021 các bạn. Thì sáng nay mình đi mua bò, mình bắt được một con nghe cái Angus có phải cọp sơ. Đó, thì bây giờ hiện tại con đang đứng nhà chuồng này. Bây giờ mình quay chi tiết con nghe này, mình báo giá công khai luôn cho các bạn tham khảo. Thì ai có nhu cầu mua con nghe này thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại bên góc trái màn hình của mình nha các bạn. Rồi thì bắt đầu vào nội dung chính mình quay chi tiết cái con nghe này cho các bạn tham khảo. Đó, nghe này đi một ngày chỉ bắt được có một con duy nhất thôi các bạn. Đó, đi mua bò vừa đứng hái luôn. Hái được luôn. Anh cắp gai uống. Một cái dừa. Đâu vừa lùng 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 lùng. Đi mua bò biết mua được rồi không rồi, có cái dừa uống trước à tính sao. Được cái dừa rồi. Bò kia là lên coi thôi. Rồi đó thì sáng nay mình đi mua bò bạn, mình bắt được một em nghe đực 3B đây. 3B này thì cũng 6 tháng mấy rồi các bạn, già bò rồi không còn bú nữa. Đó thì giờ đang lừa bò ra xe đây, mua lúc lên rẫy các bạn. Nãy mua bò được ăn uống nước dừa đâu, giờ lừa bò rồi, uống nước lấy chất rồi đi lừa bò đây. Đó thì con nghe này mình mua chú này là giá 20 triệu. Đó thì mình cũng bán luôn cho ông anh ở trên Gia Lai rồi các bạn. Thì giá 20 triệu nem đem. Đó thì bao vận chuyển luôn cho anh, tại vì xíu nữa mình đi giao bò Gia Lai đó, ở sẵn xe mình chở luôn cho anh để kiếm thêm ít xị tiền dầu. Đó con nghe được 3B này về tới Gia Lai là 20 triệu nem tem 3B phối. Đó thì giờ bắt đầu mình lừa bò ra xe, chắc con bò này lên đi giao bò luôn. Sẵn xe mình cũng mấy con rồi các bạn, đi giao Gia Lai ngày nay cũng được 4-5 con vậy đó. Giờ con này mình mới mua sáng nay luôn đó, thì bán luôn cho ông anh trên Gia Lai rồi sẵn xe rồi mình chở luôn đó các bạn. 3B phối đít mông rất là tốt, giá rất là nhẹ nhàng, giá học sinh mini luôn. Giá 20 triệu nem tem là tới Gia Lai luôn đó. Đó bò này thì mình kẹp xe nha các bạn. Đó, nếu mà một con này thì nếu mà là về tới Gia Lai thì phải lấy 21 triệu cho con, nếu mà kẹp xe thì mình chỉ lấy 20 nem thôi. Đó bà mẹ đó, mẹ nói chung mẹ mát chưa, mẹ chữa lại 4 tháng mấy rồi. Đó mẹ tông nem một, đúng tông nem một luôn này. Đó giờ phải đâu mình lùa ra tới đường rồi mình chắc bò lên xe. Giao con cái cột đó, cho được hai cái thu đủ. Tung 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 uống được cây dừa. Đó quá đã. Bò tháng đâu đi. Đúng. Chắc nghe luôn, đúng vậy. Đó. Con này mấy nay về uống là tốt không anh? Ăn được. Dạ. Đã mua con về uống tốt một chiếc con luôn, phải giờ đủ chặt. Hôm nay vui. Hôm nay các bạn. Nó uống cám nhiều không? Con được anh này. Được, dạ. Chặt luôn. Quá đã. Nếu có cỏ là mua hai con là nhốt luôn lên à. Hai con rồi. Giờ chưa có gọi. Chưa có cỏ. Ừ. Bữa trước là cỏ, giờ nó mùi hết. Ừ. Giờ bà bơ nhảy cái ăn uống vốn lắm. Nhỏ không hoa. Nhà nó giống là cái cắp mình, con kia nó tốt hơn chứ. Dài hơn, cao hơn chứ. Cũng kẹp giờ là vừa rồi, kẹp giờ là vừa. Lớn đi cũng kẹp luôn. Đó. Rồi tổng quan như thế. Giao đâu rồi? Giao dưới ăn thừa hai con rồi. Quê rồi, còn bò xe nữa kia, ai mà hấu quá, em chạy không kịp mà. Mình em vừa mua vừa bán, đi không kịp. Ê! Mở cho anh điên luôn cho ai, hay cột lại chứ. Ừ. Thôi tạm thời cứ đứng vậy đi. Tới xã Yên Bia. Dạ, bò gái chúa. Hai bạn này. Đưa bà bê. Bà bê đực. Thấy không? Thấy không? Vô. Ui. Hồi sáng trưa giờ chưa ăn gì hết nha anh. Cột ở lại đi. Bắt có về đi ngay đầu tư kia nha, cái đời về nó trắng luôn đi chứ. Hai con nói là hầu em bán em tháng mấy, tháng mấy ấy? Tháng 10. Này hơn trăm nem hả không? Lô. Đói không? Có gì bỏ con máng đây. Đó.
Wow, nhiều vơ chứ. Mấy con này má mua sale hết rồi sao vậy? Trùm chuồng dài nhất bơi. Đó, tới nha. Ở đây là kiểu gì anh em? Tà Giang 2 ở Đồng Phó ngay nhà mấy đường á. Ở giao chị cũng nghe cái ngủ ra. Con là chúa sao chị? Con là chúa ăn đĩa sao vậy? Đây mới đi. Con này đóng xe trục rồi. Con gì đóng xe trục rồi. Chú cho hai con xí trục hết rồi. Trời, nghe ra mà đi mua 18 triệu, chết rồi. Rồi, ngày nay mới được một em siêu phẩm này các bạn. Đó, nghe cái anh Wood. Đó, nghe này thì theo chú chia sẻ là được 9 tháng rưỡi rồi các bạn. Đó, thì con này thì nó dây bò mập, chân cẳng nó to. Đó, khâu đuôi bự. Đầu thì đầu trụi, chỉ có lớp da sừng thôi nha các bạn. Chứ không có sừng, có lớp da thôi, sừng bọc da đó. Nên mà nghe thì cao khoảng 1m2. Đó, dài, dày. Đó, chiều ăn no bụng tròn zin luôn. Đó, bò này ăn uống rất là tốt nha các bạn. Đó, dày bò. Mạch có sợi cọp sơ, mạch cục, mạch rất là khéo, xây tích đồ nghiêm hết. Này, mua mông đùi ra cho các bạn xem. Quảng sinh sản rồi đó, chân cảnh rồi đó. Đây là con này thì được 4 vú nha các bạn. Đó thì con nghe này mình báo giá công khai là 25.500.000. Đó, nghe cái cột. Cột, nói chung nghe cái này, cái cút nha các bạn, không phải cột. Đó, có cột giật giật, nói chung là toàn thân nó cũng có cột, mà cột sơ, sạch đen đen sơ thôi. Nhưng mà nghé thì rất là cao, rất là dài. Con nghé này về các bạn nuôi thêm còn tháng, tháng rưỡi nữa bắt đầu lên giống rồi các bạn. Đó, thì con nghé này mình báo giá công khai là 25.500.000. Nghe rất là tốt. Thì chi tiết con nghé đã xong. Thì ai có nhu cầu mua con nghé này thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại bên góc trái màn hình của mình nè các bạn. Rồi, nói chung là chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Rồi, bye các bạn.